Tính đến hết tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh mới tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine cho trẻ trong độ tuổi được 32,9%, thấp hơn gần 8% so với cùng kỳ mọi năm. Trong đó, huyện Định Hóa đạt thấp nhất với 23,4%, tiếp đến là thành phố Phổ Yên đạt 28,4%. Theo báo cáo, hiện các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng, nhất là vaccine 5 trong 1, phòng các bệnh, bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn hiếp, vaccine, DPT, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván. Tình trạng thiếu vaccine không chỉ ở Thái Nguyên mà còn diễn ra trên phạm vi cả nước. Vì vậy, giải pháp trước mắt để tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine và đảm bảo lịch tiêm cho trẻ là hướng dẫn các gia đình đưa trẻ đi tiêm vaccine dịch vụ. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế sớm cung cấp một số loại vaccine đang thiếu trong chương trình tiêm chủng mở rộng.